Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại Zalo 0969 920838 các bạn nhé. Và hiện tại công ty bên mình đang buôn bán cũng như là kinh doanh tất cả các mặt hàng về camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi âm ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và phá sóng các bạn nhé. Và hôm nay cái clip này là mình muốn giới thiệu đến các bạn về một dòng sản phẩm máy ghi âm chuyên dụng các bạn nhé. Máy ghi âm nghe lén từ xa, máy ghi âm mà mình có thể là có tiếng động, nó bắt đầu ghi âm, có tiếng động nó gọi lại cho mình rất là hay về hai cái dòng sản phẩm này. Thì với những bạn nào mà đang tham khảo ấy, đây là mình cũng là chia sẻ thật luôn, với những bạn nào mà đang tham khảo hoặc là những bạn nào mà mới tiếp cận về những cái dòng sản phẩm này, mới tìm hiểu ấy, thì các bạn sẽ là không có một cái nhìn gọi là khách quan nhất, bởi vì các bạn chưa biết mẫu này như thế nào, mẫu kia như thế nào. Mà để các bạn có một cái gọi là so sánh được thì mình nên mua mẫu này hay là mua mẫu kia, thì là hôm nay trong cái clip này là mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn về hai cái mẫu sản phẩm mà đang được bán chạy nhất trên thị trường cũng như là khách hàng ưa chuộng nhất các bạn nhé. Đó chính là mã sản phẩm DVR31 tương đương với số 1 và mã sản phẩm L16S tương đương với số 2 các bạn nhé. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng chỉ cần bảo là bán cho anh mẫu số 1 hoặc là mẫu số 2 thì là bên mình sẽ là lên đơn gửi đi tất cả các bạn trên toàn quốc các bạn nhé. Đầu tiên là khi các bạn mua hàng là các bạn sẽ nhận được một cái thẻ bảo hành chính hãng 1 năm, với chính sách ở đây là 1 đổi 1 cho tất cả các bạn trong vòng 1 năm là có thẻ bảo hành chính hãng đầu tiên các bạn nhé. Cái thứ hai là mình sẽ đi so sánh về hai cái mẫu sản phẩm này có những điểm gì chung và có những cái điểm gì riêng, và các bạn sẽ đối chiếu về những cái nhu cầu, những cái mục đích của các bạn để các bạn lựa chọn cái mẫu số 1 hay là mẫu số 2 sao cho nó hợp lý nhất các bạn nhé. Đầu tiên là mình đi tìm hiểu kỹ hơn về mẫu số 1 trước đã các bạn nhé. Mẫu số 1 mã của nó là mã DVR31 các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ đi về kích thước của sản phẩm đầu tiên. Về kích thước của sản phẩm máy DVR31, nếu mà nhìn như thế này thì các bạn sẽ là rất là khó để biết là kích thước của nó là bao nhiêu. Nên mình ở đây đã chuẩn bị một cái hộp dao lam các bạn nhé. Một cái hộp dao lam ở đây. Đây các bạn có thể nhìn nhé. Cái hộp dao lam này thì bán ở toàn quốc rồi. Các bạn hoàn toàn có thể là so sánh nó dễ nhất. Các đấng mày râu hoặc là các anh em đàn ông ấy, thì ai cũng có sẽ có là một vài cái hộp này ở trong nhà. Bởi vì mình cạo râu các thứ suốt ngày mà. Nên sẽ có cái hộp dao lam như thế này các bạn nhé. Đây là cái hộp dao lam này. Bây giờ mình sẽ nhét cái máy này vào trong cái hộp dao lam để các bạn sẽ biết so sánh này. Đấy các bạn nhá, cái máy này các bạn nhét lọt thỏm vào trong này luôn. Và ngoài ra các bạn có thể nhét được thêm 5 con dao lam như thế này nữa vào trong cái hộp này, nó mới đầy các bạn nhá. Đấy thì các bạn sẽ biết về cái kích thước của sản phẩm này. Đây nó chỉ bằng 2/3 đây, các bạn nhìn này. Đấy, nó chỉ bằng 2/3 cái hộp này thôi, nó vẫn còn đang thừa một cái khe rất là rộng ở đây các bạn nhá. Nó kích thước của nó chỉ bằng 2/3 cái hộp dao lam này thôi. Đấy, như thế này là các bạn biết là nó rất là nhỏ đây. Đấy, về kích thước này thì các bạn hoàn toàn có thể là ngụy trang, giấu các thứ thì rất là tiện. Đầu tiên các bạn nha, về kích thước rất là nhỏ bé rồi. Cái thứ hai là bộ nhớ trong của nó, đây chính là 8GB các bạn nhá. Về cái bộ nhớ trong 8GB này thì sẽ giúp các bạn hoàn toàn có thể là ghi âm được 500 tiếng thì mới đầy cái bộ nhớ này. Và ngoài ra cái cách sử dụng của dòng sản phẩm này rất là đơn giản các bạn nhá. Các bạn để ý giúp mình này, ở đây nó sẽ có hiển thị cái công tắc on off, có nghĩa là bật và tắt thiết bị. Những bạn nào nhá các bạn nhá, dành cho những ai mà thích ghi âm, chỉ ghi âm không thôi, đấy mình nhấn mạnh nhá, những ai là chỉ ghi âm về nghe lại thì lên sử dụng mẫu này. Bởi vì sao, nó rất là dễ dùng, các bạn chỉ cần gạt này, gạt công tắc xăng on thôi. Đấy, gạt công tắc xăng on thì các bạn để ý giúp mình này, ở đằng sau đây nó sẽ nháy đèn và nó tắt đi, tương đương đây các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ nháy đèn này. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ không? Đấy, nó sẽ nháy đèn và nó sẽ tắt đi, tương đương là máy đã bắt đầu ghi âm rồi các bạn nhá. Đấy, cứ bật lên on là ghi âm. Còn những bạn nào muốn lưu lại thì chỉ cần gạt về off như thế này là lưu lại. Gạt lên là ghi âm, gạt về là lưu lại. Đấy, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Còn ở đằng sau này nó sẽ có hai dấu cộng và dấu trừ. Dấu cộng ở đây tương đương là chuyển bài. Ví dụ nhá, các bạn ghi âm được 5 file chẳng hạn các bạn nhá. Các bạn đang nghe file số 1, các bạn muốn chuyển sang file số 2 thì các bạn ấn dấu cộng một cái. Đấy, những bạn nào mà đang ở file số 2 muốn chuyển sang file số 3 thì ấn dấu cộng một cái. Còn những bạn nào mà muốn lùi đang file số 3 xuống số 2 thì ấn trừ một cái là lùi. Hoặc là các bạn có thể là tua nhanh trong một file thì các bạn giữ chết dấu cộng là nó sẽ tua nhanh nhả ra là nó sẽ phát ở cái đoạn đấy, và tua chậm lùi chậm thì nó sẽ tua lại, tua tiến tua lùi. Đấy thì là ở đây là hết các bạn nhá. Đấy, cái máy ghi âm thì về cơ bản của nó, mã số 1 thì hoạt động chỉ có đơn giản như vậy thôi. Phụ kiện kèm theo thì thứ nhất là nó sẽ có một cái tai nghe các bạn nhá. Một cái tai nghe các bạn cắm ở cái chỗ mà chân 3.5 đây, cắm gần cái chỗ công tắc bật tắt nguồn đây, các bạn cắm vào đây để các bạn nghe lại được luôn. Đấy các bạn nhá, cái mẫu này thì nghe lại được luôn. Hoặc là những bạn nào
mà muốn cắm vào loa, cắm vào máy tính, cắm vào laptop thì các bạn sẽ có một cái chân kèm theo, cũng như là cái này các bạn cổng USB các bạn cắm vào cổng máy tính laptop các thứ thì hoàn toàn là ok các bạn nhé. Đấy, nói tóm lại về cái mẫu máy số 1 ở đây thì mình sẽ tổng hợp lại một lần nữa để cho các bạn xem. Thứ nhất là cái máy này là chỉ có chức năng ghi âm xong về nghe lại. Đấy, và khi ghi âm xong thì các bạn sẽ nghe, thứ nhất nghe lại thông qua là có tai nghe, là chỉ nghe một mình được thôi, cái này không có loa ngoài các bạn nhé, chỉ nghe được tai nghe. Và cái thứ hai là muốn nghe loa ngoài thì các bạn sẽ phải cắm cái dây này chiết xuất vào cái loa, hoặc là các bạn cắm vào máy tính thì các bạn mới nghe được loa ngoài, còn bình thường chỉ nghe loa trong thông qua cái tai nghe này thôi. Đấy là dành cho những ai mà chỉ ghi âm không thì lên lựa chọn cái mẫu DVR31 này sẽ là hợp lý nhất và ok nhất. Kích thước nó rất là nhỏ gọn các bạn nhá. Còn ở đây là cái mẫu số 2, là cái mẫu tương đương với mẫu L16S, hàng của Nhật các bạn nhá, made in Japan đây, hàng của Nhật. Về cái mẫu L16S này thì mình đã có một cái bảng gọi là tổng hợp tất cả những cái chức năng của cái sản phẩm này, thì các bạn chú ý giúp mình là riêng cái mẫu L16S này sẽ có chức năng như là định vị, và chức năng thứ hai là nghe lén và ghi âm các bạn nhé. Định vị thì cái này thì là quá là quen thuộc rồi, nó sẽ có chức năng là định vị trực tuyến, định vị qua vệ tinh này, nghe lén ghi âm này, tự động gọi lại khi có tiếng động, có nghĩa là ví dụ các bạn để cái máy L16S này để ở gầm bàn của bên đối tác chẳng hạn, đúng không? Người ta nói là nó sẽ tự động gọi lại về cái điện thoại của các bạn để các bạn sẽ biết là thời điểm này là đang có người nói chuyện, nó sẽ gọi lại về cho mình. Đấy, cái cảnh báo các thứ này thì là thiên về định vị rồi, thì mình là không đi sâu mà mình chỉ đi sâu về chức năng nghe lén và ghi âm thôi, bởi vì cái video này là mình nhấn mạnh về cái chức năng ghi âm và nghe lén nhiều hơn các bạn nhá. Còn tất cả hai cái sản phẩm này là mình đã có video chi tiết từ A đến Z rất là nhiều rồi, thì hai cái sản phẩm cái link hướng dẫn đầy đủ thì mình sẽ để ở cái phần mô tả của video này, hoặc là những bạn nào mà không mà các bạn mà không tìm được thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo các bạn nhá. Nhắn tin qua Zalo số 838 giúp mình là mình sẽ gửi cho tất cả các bạn này. Còn cái chức năng thứ hai là cái chức năng nghe lén ghi âm này. Thứ nhất là pin của cái L16S này là được 7 đến 10 ngày các bạn nhé. Còn cái pin của cái DVR31 này là được tầm từ 15 cho đến 18 tiếng. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn luôn các bạn nhé. Mã số 1 là pin nó nhỏ bé này, thì pin của nó chỉ được 15 đến 18 liên tục thôi, 15 đến 18 tiếng các bạn nhé. Cái mẫu số 2 là L16S này là pin là sử dụng được từ 7 đến 10 ngày. Đấy các bạn nhé. Đấy, tiếp tới ở đây này, nó sẽ có cái chức năng này. Muốn thiết bị ghi âm thì soạn tin nhắn 111, có nghĩa là mình điều khiển từ xa, mình để cái định vị này cách nhà cả nghìn cây chẳng hạn, mình điều khiển, mình muốn ghi âm thì mình soạn tin nhắn 111 gửi vào cho nó sẽ tự động ghi âm này. Tiếp tới này, có người nói chuyện là có người nói chuyện thì muốn nó lưu lại ghi âm lại thì soạn tin nhắn 222, là cứ có người nó mới bắt đầu ghi âm lại. Còn riêng cái mã số 1 này là đã bật lên là có người hay không có người nó đều lưu lại. Đấy, các bạn phải là phân biệt như thế thì các bạn mới dễ phân biệt được các bạn nhá. Đấy, mẫu số 1 lên là cứ bật lên là ghi âm lại, còn mẫu số 2 là có tiếng động nó mới ghi âm lại, là đã tiết kiệm pin, tiết kiệm dung lượng thẻ nhớ rồi. Tiếp tới ở đây này, những bạn nào mà muốn kết thúc cuộc ghi âm, có nghĩa là không muốn nó ghi âm nữa, thì các bạn soạn tin nhắn nằm đây là 555 gửi vào cái số điện thoại trong máy, cái máy ghi âm định vị này, nó sẽ thôi không ghi âm nữa, tắt chức năng gọi lại, là nó soạn tin nhắn 55 này, tự động gọi lại khi có âm thanh có tiếng động thì soạn tin nhắn 33, có nghĩa là khi nào mà có âm thanh có tiếng động nó sẽ gọi lại về điện thoại cho các bạn. Đấy thì là rất là hay về mẫu L16S này các bạn nhá. Đấy, và ngoài ra có rất là nhiều những cái chức năng định vị khác nữa, thì là cái chức năng định vị đấy thì mình đã làm những cái video khác rồi. Đấy, vừa xong là mình đã có một cái đoạn video ngắn để tổng hợp về hai cái mẫu sản phẩm máy định vị nghe nén L16S. Cái L16S này là có 5 châm này các bạn nhá. Cái này thì lại có 5 châm này, 5 châm dính này, còn những cái DVR31 thì lại không có 5 châm. Đấy, bởi vì nó không dính các bạn nhá. Để các bạn nhìn nó không dính. Còn mẫu L16S này đây, các bạn nhìn này. Đấy, nó có 5 châm nó sẽ dính lại thì rất là tiện các bạn nhá. Thì tùy theo nhu cầu này, những bạn nào mà muốn chỉ muốn ghi âm xong về nghe lại, hoặc là công nghệ nó kém ấy, thì các bạn chỉ cần bật lên là ghi âm, gạt lại là lưu lại, thì lên sử dụng cái mẫu số 1 này. Còn những bạn nào mà muốn định vị này, nghe lén từ xa này, ghi âm từ xa này,
có tiếng động nó tự động ghi âm này, có tiếng động nó tự động gọi lại cho mình để mình điều khiển từ xa, thì lên lựa chọn cái mẫu số 2 này. Đấy, thì nhu cầu của các bạn như thế nào thì các bạn sẽ lựa chọn mẫu số 1 hoặc mẫu số 2. Hoặc là những bạn nào mà có những cái ý kiến thì hãy để lại những cái bình luận, những cái comment để bên mình sẽ làm những cái video mà theo yêu cầu của khách hàng, cũng như là những cái tiêu chí của các bạn đề ra là mình sẽ lựa chọn những cái mẫu. Hoặc là những bạn nào nhá, thì các bạn khi gọi điện bên mình ấy, các bạn bảo là em nhu cầu của em là muốn thế này thế kia này, thì là mình sẽ là người tư vấn cho các bạn một cái mẫu sản phẩm gọi là phù hợp nhất với những cái tiêu chí, những cái yêu cầu của các bạn đề ra các bạn nha. Là mình sẽ là tư vấn trực tiếp luôn cho các bạn để các bạn lựa chọn. Không chỉ các bạn mua hai mẫu này, ví dụ nhá, với nhu cầu của các bạn xem video này, các bạn hai sản phẩm này không phù hợp nhưng mà sản phẩm khác sẽ là phù hợp hơn, thì các bạn cứ mạnh dạn nhấc máy lên điện alo trực tiếp số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo là cũng hoàn toàn là ok hết các bạn nhá. Mẫu số 1 và mẫu số 2. Mẫu số 2 đây là dây cáp sạc kèm theo các bạn nhá, rất là hay về hai sản phẩm này. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới số điện thoại, và hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất từ bên mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.